Khi mình còn rất nhỏ, mình thường nghĩ rằng nhà nghèo thì sẽ đi xe số, còn nhà giàu sẽ mua xe ga. Có lần mẹ đến đón mình trên chiếc xe cúp cũ của gia đình. Lúc đó mình còn chẳng thèm leo lên xe và tự đi bộ về nhà. Nhìn những bạn bè được ba mẹ đến đón trên những chiếc xe tay ga đời mới, nhìn mới oai làm sao. Rồi khi lớn dần lên, mình tự bắt đầu đi học bằng xe đạp. Lúc đấy mình mới thấy là cái quãng đường ngày trước mẹ mình chở mình đi học hàng ngày nó mới xa như thế nào. Và cũng có những người bạn nhà còn xa hơn cả nhà mình, nhưng mà họ vẫn phải đi bộ đi học mỗi ngày. Mình lại chợt nghĩ rằng đôi khi được ai đó chở đi đã là một điều may mắn lắm rồi. Xe số cũng được, xe ga cũng được. Và cũng chính nhờ những chiếc xe số cũ đó mà ba mẹ mới có tiền cho mình đi học đến ngày hôm nay, để có thể mua thêm những chiếc xe ga khác cho chị mình này và cho cả mình nữa. Vậy còn các bạn thì sao? Các bạn có nghĩ giống mình ngày nhỏ hay không? Xin chào, mình là Tài và đây là Chuyện Cái Xe.